Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh tin tức mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Những người vợ của danh ca Chế Linh, người đẹp Thúy Hằng và sự ra đi ở tuổi 20. Trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, bước vào cuộc hôn nhân lần thứ ba, hạnh phúc lại vụt khỏi tầm nhanh tay anh ca Chế Linh với cái chết đầy đau đớn của người đẹp Thúy Hằng. Người đẹp Thúy Hằng, vợ thứ ba của danh ca Chế Linh quê gốc Nam Định, Cô quen danh ca này khi ông trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ với hai chị em gái và sự nghiệp đã có chút danh tiếng. Bấy giờ, Thúy Hằng mới 17 tuổi vẽ phong trần từng trải lần nghệ sĩ của Chế Linh đã cuốn hút cô gái trẻ vào cửa ngõ tình yêu đầy si mê, choáng ngợp. Yêu nhau say đắm một thời gian, Chế Linh đã gõ cửa gia đình Thúy Hằng đến ba lần để xin cưới mà dự định bất thành vì lý lịch hôn nhân nhiều tai tiếng dị nghị. Trong gia đình người đẹp đất thành nam, chị chú ruột cô đồng ý bật đèn xanh để xe duyên cho đôi trẻ kế hoạch kế hoạch bắt cóc người yêu trẻ được chế linh nhanh chóng thực hiện sau hai tuần cùng người yêu im tin thích và lặng mất tâm ở nơi chốn bí mật làm xôn xao dư luận đánh động Nguyễn đại gia đình thí hoàng khiến họ thống nhất kiện kẻ bắt cóc ra tòa thì chế linh mới dẫn bạn gái về và năn nỉ xin cưới lý giải cho hành động tài trời ông đổ tại chỉ vì quá yêu theo lời lẽ của trái tim rốt cuộc câu chuyện ly kỳ bay bổng như tiểu thuyết diễm tình ấy cũng khiến gia đình cô gái trẻ chấp thuận. Sau thời gian ra sức cấm cản, tiệc cưới của đôi du lịch diễn ra với đủ tình huống cười ra nước mắt vì nhà gái vẫn bằng mặt không bằng lòng. Cũng như hai người vợ trước của danh ca Trái Linh, Thúy Hằng an phận với chức phận làm vợ, làm mẹ, cô sinh liền hai con và dành gần như toàn bộ thời gian để chăm sóc con cái thay vì theo đuổi sự nghiệp. Tuy nhiên bước sang năm thứ ba của cuộc hôn nhân tin vợ ba của chế linh uống thuốc ra đi đã khiến cả sài gòn chấn động rất nhiều năm tháng sau này khi đã trải qua cú sốc ấy danh ca chế linh tâm sự rằng những năm tháng ấy thúy hằng bị bệnh suyễn mỗi lần cô lên cơn ông thường hủy tất cả số diện để ở nhà chăm sóc vợ thời điểm thúy hằng ra đi là lúc sài gòn rộn ràng theo dõi giải kim khánh mà chế linh tham gia cũng vì tham gia sự kiện này mà ông thường đi sớm về khuya một lần đón bạn từ phi trường trở về, ông thấy vợ đẩy lòng bàn dành cơm cho chồng nhưng vì mệt đã đi ngủ. Chế Linh không ngờ đó là lần cuối cùng ông nhìn thấy vợ. Khi chồng và các con đã ngủ, Thúy Hằng ra khỏi nhà, thuê phòng ở một nhà nghỉ gần đó, nơi cô và Chế Linh đã có những cuộc hẹn hò đầu tiên để uống thuốc ra đi. Tỉnh dậy nửa đêm không thấy vợ, Chế Linh cùng bạn bè, người thân tìm kiếm cho đến 11 giờ sáng hôm sau mới bàn hoàng trước tin dữ. Dù đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng Thúy Hằng không thoát khỏi sự ra đi nghiệt ngã mà cô chủ động lựa chọn. Em ra đi để anh còn mãi trong tim em và em cũng còn mãi trong tim anh. Dòng thư tuyệt mệnh của người vợ thứ ba để lại trước khi ra đi ám ảnh chế linh suốt những năm tháng sau này. Ông nhận định chính sự khủng hoảng về căn bệnh suyện đã làm Thúy Hằng không còn tỉnh táo cô sợ rằng nếu chồng cứ bỏ bê công việc để chăm sóc bình mãi thì làm sao tranh được giải thưởng và sự nghiệp có thể sẽ dễ dàng. bên cạnh luồng dư luận chỉ trích Chê Linh ngày ấy cũng có nhiều ý kiến đồng tình với tâm sự của ông. những ai từng tiếp xúc với người đẹp thúy hằng đều cho rằng ở cô có nhiều điểm tương đồng với hai người vợ trước của danh ca nổi tiếng. vì hào quang sự nghiệp của chồng, họ sẵn sàng hy sinh sự nghiệp hoài bão của bản thân. sau này mỗi khi nghe Chê Linh hát bài áo em chưa mặc một lần với những ca từ đầy rưng rưng quặn thắt ngờ đâu dây đức lì đàn nụ hoa chưa thấm vội tàn chưa vui đã sầu chi phôi vội đi bỏ đôi áo mới ai mặc bây giờ em ơi nhiều người thường nghĩ đến hình bóng của thúy hằng và xót thương cho người phụ nữ yêu mệnh sự ra đi nghiệt ngã của người vợ thứ ba là khoảng trống khiến mối quan hệ của chế linh và gia đình vợ ngày càng thêm xa cách trái với hai cuộc hôn nhân trước là do chính chế linh chủ động chấm dứt Bi kịch lần thứ ba đầy bất ngờ khiến ông sốc thật sự. Từ đó, giọng hát của Chế Linh vốn u sầu càng chịu nặng hơn. Suốt thời gian dài sau đó, ông gần như không còn quan tâm tới những bóng hồng mà ngoài thời gian đi diễn về. Chỉ ở nhà quấn quýt với hai đứa con thơ. Ở tuổi ngoài 80, dù sức yếu nhưng thỉnh thoảng khi lên sân khấu, Chế Linh vẫn tất giọng ca không thay đổi. Có người nói giọng hát của ông như báu vật vẫn hay dù ở tuổi U90. Để giữ được giọng hát suốt hơn 60 năm qua như vậy, Cháy Linh đã tự đặt ra những nguyên tắc khắc khe cho chính mình đó là không bao giờ nói chuyện với ai trước mỗi đêm viện thậm chí không nói chuyện với vợ. Khi mình còn khán giả thì hàng ngày phải tập luyện dù có đi hát hay không vẫn tập bình thường ngày hai bữa giống như chuyện ăn cơm vậy. Mẹ tôi cũng tập có khi vài chục phút có khi vài tiếng tập khó nhất là vào buổi sáng sau khi ngủ dậy uống cà phê phải tập rồi muốn đi đâu thì đi đó là thông lệ rồi ông nói. Chế Linh còn là ca sĩ hiếm hoi, nói không với hát nhép trong suốt sự nghiệp của mình. Ngoại trừ một số chương trình buộc phải diễn để thu DVD và công khai cho khán giả biết ca sĩ hát nhép. Ông chia sẻ, tôi không thích hát nhép, chương trình nào có Chế Linh tham gia, tôi cũng bảo ban tổ chức là cho Chế Linh hát live, Bởi nhiều khán giả chờ đợi mình cả năm trời để nghe nghệ sĩ hát mà hát nhép thì tội lắm. Chế Linh từng có nhiều năm không hoạt động ở Việt Nam. Năm 1980, ông sang Canada và định cư ở đây đến bây giờ. Mãi đến năm 2011, Chế Linh mới được cấp phép để biểu diễn tại sân khấu quê hương. Ngoài sự nghiệp khán giả khi nhắc đến Chế Linh, vẫn đặt riêng cho ông những danh sân kỷ lục như nam nghệ sĩ nhiều vợ nhất, đông con nhất, có nhiều con trai nối nghề nhất. Bên cạnh đó, số lượng ca khúc của Chế Linh là hơn 1.000 bài được thu âm trong suốt nửa thế kỷ qua, tính từ album đầu tiên năm 1964. Chuyện tình của ông cũng là câu chuyện dài đáng để nhiều người nhắc tới. Ông lấy vợ đầu tiên vào năm 21 tuổi, có liền năm người con sau 4 năm chung sống. Sau khi ly hôn vì mâu thuẫn, Chế Linh lại sớm xe duyên với chính em gái của vợ cũ. Dù nhận nhiều lời đàm tiếu nhưng ông không quan tâm, thậm chí sau này tiếp tục bỏ người vợ thứ hai khi đã có chung với nhau ba người con. Rồi Chế Linh say nắng một cô gái 17 tuổi, nồng thắm tới mức tính chuyện bắt cóc nàng vì gia đình bạn gái chấp. Rồi Chế Linh say nắng một cô gái 17 tuổi, nồng thắm tới mức tính tới chuyện bắt cóc nàng vì gia đình bạn gái không chấp nhận mối quan hệ của cả hai. Báo chí lúc đó xôn xao thông tin chế linh dụ bạn gái bỏ nhà ra đi, trong khi gia đình bên kia báo cảnh sát vì con gái đã ở tuổi trong khi gia đình bên kia báo cảnh sát vì con gái ở tuổi vị thành niên của họ bị bắt cóc. Sau khi thoát tội, đám cưới cũng diễn ra. Nhưng chỉ 3 năm sau, các tên chế linh lại tràn lan trên mặt báo vì câu chuyện người vợ thứ ba của ông đột ngột ra đi ở khách sạn. Nhờ có di thư vợ để lại minh oan, chế linh thoát khỏi nghi vấn có liên quan giọng hát của nam danh ca trong thời gian này càng ảm đạm, nặng triệu tâm tư. Nhưng chỉ sau 3 năm kể từ lúc người vợ thứ ba ra đi, Chế Linh tiếp tục bén duyên với cô gái hàng xóm xinh đẹp mới 18 tuổi Vương Nga. Nhiều người bảo ông say tình vì cô gái này có dung mạo giống người vợ thứ ba. Cuối năm 1975 họ cưới nhau. Sau này, ông thường bày tỏ tình cảm với bà xã kém 10 tuổi bằng những tình khúc, tình ca, thậm chí sáng tác riêng tặng bà. cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại